khi hành thiền mà có sự mong cầu đạt được mục đích như vậy, tâm có phải là sanh khởi tâm tham rồi không? Sư nói thẳng luôn, đó là tâm dục, chanh ná dục nha. Nhưng mà cái dục ở đây á, bản thân nó là cái dục cần thiết để đưa quý vị đến sự thành tựu điều mong mỏi, cho nên nó còn được gọi là channapada, channa ittipada, hay còn gọi là dục như ý túc. Bởi vì nếu như chúng ta không có sự mong mỏi, không có sự mong muốn, thì chúng ta không thể nào thành tựu bất kỳ điều gì. Nhưng bởi vì sự mong muốn này, nó không phải là mong muốn liên quan đến ngũ dục, cho nên cái điều mong muốn này nó không phải là mong muốn bất thiện. Đừng có nhầm lẫn. Như Đức Thế Tôn khi Ngài gọi là Ngài chuyển bánh xe Pháp Luân, thì Ngài cũng phải muốn chuyển bánh xe Pháp Luân, Ngài mới chuyển bánh xe Pháp Luân chứ. Khi Đức Thế Tôn Ngài giảng Pháp thì Ngài vẫn phải muốn giảng Pháp thì Ngài mới giảng Pháp chứ. Hiểu không? Tất cả các Pháp thế gian này, quý vị muốn, phải muốn thì mình mới làm, chứ không muốn là không có làm. Cái quan trọng là mình muốn cái gì. Cái muốn đó, đó là cái thiện hay là cái bất thiện, điều đó mới là quan trọng. Chứ mình không thể nào mình nghe cái chữ muốn rồi là mình quăng cái chữ quăng cái bất thiện vô trong đó. Chính vì như vậy, ở trong Tam Tạng Chỉ Nam có nói như thế này: có những cái tham nên có và có những cái sân nên có. Tham dục, nói thẳng là tham dục, chanh á, tham dục. Có những cái tham nên có và những cái tham không nên có. Và tại vì xin thưa là các cái vị dịch giả thì dùng cái từ tham dục thôi, chứ đúng ra nó chỉ là cái muốn, tùy trường hợp mà mình sử dụng nó như thế nào. Những cái tham nào, cái chanh ná nào nên có, tức là tôi muốn hành thiền, tôi muốn giữ giới, tôi muốn thoát khổ, tôi muốn đạt được những gì chưa chứng đạt, tức là tôi muốn chứng đắc thánh đạo thánh quả. Thì cái muốn đó là cái muốn nên có và phải có. Có những cái sự ưu tư, cái sân là ưu tư nên có. Đó là gì? Tôi ưu tư làm sao để giữ giới được tốt hơn, tôi ưu tư làm sao để tôi bố thí được tốt hơn, tôi ưu tư làm sao để tôi hành thiền được tốt hơn, tôi ưu tư làm sao để tôi chứng đạt được điều chưa chứng đạt. Khi mà chúng ta không hiểu cái này là chúng ta sẽ bị rối ha.